Hello, chào anh em, chào các bạn nha. Đến Giang Trần Cà Mau nha. Bạn bên này mình có chuyến đi săn đêm khuya bạn. Không ăn đêm nha. Bây giờ mình bắt đầu hành trình đi săn các bạn. Đêm tới thui bạn. Giờ mình đi săn gặp gì bắt nấy bạn. Rồi mình đang bơi đi. Tôm này vô này trúng rồi, nước đục quá. Đó để ngoài. Đó anh lại chụp. Dính lại. Còn nó bự quá. Đây, để quay cho anh em coi đây. Đây. Nó dính đẻ các bạn. Dùng này mình kêu đẻ ngoài, chứ trên bạn chắc kêu bằng gắn nước. Này ở dưới nước mặn các bạn. Ngon lắm nha. Này luộc xả là khỏi chê luôn. Xả. Xả lại nhào. Đây, tiếp tục hành trình nha bạn. Ngoài đêm thì nói chung là cũng ánh sáng không rõ mấy à. Bạn thấy cũng thông cảm nha. Để mình làm video lên 4K bạn, máy nào xem được 4K xem cho chất lượng tí các bạn. Đây con nè, đừng con nữa bạn. Đó, ngay chỗ đèn mình gọi ngay chỗ sáng sáng trùng trùng sáng sáng đó, nó đó. Nó nằm đó đâu. Rồi. Rồi, dính luôn bạn. Con thứ hai nha. Đó. Nó lôi cái gồng mà. Đó. Đây. Con nó bự bằng cắn. Dữ lắm bạn, nó cắn ghê lắm. Loại này không có độc bạn. Cắn con cái gì? Máu gì thôi. Cắn con cái là bỏ xuống đi, chạy vô rồi. Bỏ xuống đi, chạy vô rồi. Con cái là nó cắn mình về phải cạo răng các bạn. Gai nó đâm như tay khó chịu lắm, nay chai ngắn con người nó cắn nó bỏ răng rồi. Dùng quỷ ngọ lắm cắn bỏ răng. Răng nó mềm quá. Nó thì nó không có độc. Nó thì nằm theo mấy nước nên ăn cá tôm à. Rồi tiếp tục hành trình các bạn. Mới bắt khai con liên tiếp luôn nha. Đây là gần nước các bạn, này nước. Gần này gần giống nhà, gần này không có phòng hộ bạn, không thuộc gần phòng hộ nha. Mình tự trồng, mình chặt cây, mình xài cắt nhà cửa được các bạn. Đây là cái nước. Còn cái đen đen đó là gông mền bạn. Thấy khó thấy, ban đêm khó thấy. Giờ vuông này thất quá bạn ơi, bắt được có hai con à. Giờ mình chạy máy qua vuông bên kia, đập bên kia mình bắt tiếp bạn. Đây đất đai thì nhiều lắm. Mà tôm tép chẳng có bao nhiêu nha bạn. Giờ mình để ba máy lại bạn. Máy này chắc ngon mấy hổm mình chạy à. Phát đổ rồi. Đó, ngon rồi. Con mấy mình hổm nha. Rồi qua được bài đập các bạn. Mây tắt luôn. Rồi qua vùng khác các bạn. Bên đây là gừng mắm, nước ít. Nước khổm mình khai thác bán hết trơn các bạn. Giờ còn gừng mắm, gừng mắm nè. Chân ngàn rồi. Giờ tiếp tục mình ra trước bơi đi kiếm gắn tiếp các bạn.
luôn, ngồi luôn kia. Giờ gầm con trên cây bạn, đang đu xuống chạy xuống các bạn. Chui đâu rồi? Chút quay lại lên nè. Chạy bạn. Đánh con. Như năm chạy xuồng động quá nó hổn. Qua gặp con mới chạy bạn. Thì tiếp tục nha bạn. Vô hiện gắn trên cây bạn thấy không ạ? Giờ anh lại lội vô bắt nha. Đây đây. Nằm trên cây luôn rồi. Rồi dính rồi. Rồi nó quấn tay anh lại đây. Dạ tí. Dẫn ngoài chứ ra chợ 100.000 ký á. Đây anh lại đây. Ở đây 100.000 ký bạn, ở Nam Căn Cà Mau, Nam Căn này đẻ nó ký có 100.000 thôi nha. Nếu mà lọt về vùng trên thì giá nó ngất ngưỡng các bạn. Tại vùng này loại này nhiều lắm. Vùng ai cũng có chứ, xiên đi bắt là có. Chợ 100 người ta bán lại với 104 106. Là đẻ nó đẻ nhỏ đó. 100 á. Bây giờ mình mới được 3 con các bạn. 3 con này cũng khoảng 600 gram. Con mới thì vừa bắt là khoảng tầm 300 gram bạn, nó bự. Giờ mình đi tiếp nha bạn. Giờ gặp chú loại bự mà. Đó đó đó. Đó nó nằm trong đó mà. Mắt sáng hấu đó. Dính thòi bay. Trời ơi, cái biển các bạn. Thòi lò biển nha, phải dính nó đó. Giờ phát hiện con nữa bay. Nằm trên cây, béo mình không bắt các bạn. Béo mình không bắt nha, nó chỗ đèn mình gọi đó. Giờ anh lội đi thẳng vô bắt các bạn. Chụp đại luôn. Lỡ coi. Dính đi bạn. Con này hơi bé nha. Cũng ăn được rồi mà. Bỏ bỏ xương. Cỡ này là nha, bỏ bỏ xương nè. Nha mấy cái bạn. Úp kẹt. Phải đưa cái lưng này là tự bự dữ. Đây. Anh đây, bự lắm bạn. Nãy giờ được 4 đứa các bạn. 4 đảng với một anh thò lòi bỉa nha. Giờ tiếp tục hành trình nha. Nãy đã gọi đường cái đàn xa. Bạn. Ngay chỗ hướng đèn mình gọi đó. Giờ anh lại bỏ vô đóng bắt các bạn. Rồi chạy ba. Nghe tiếng động mình lại chạy. Rồi cũng chui vô hang luôn ba. Không bắt được ba. Rồi tiếp tục hành trình nha. Giờ phát hiện thêm chú đẻn nữa ba. Chú gắn nữa nha, ăn nước nữa nha. Đó thò lòi nữa kìa. Đó nó thò lòi nữa. Con đẻn vậy. Nó nằm trên cây ba. Rồi. Nó đây. Nó nằm trên cây đấy. Rồi chín đứa bạn. Trời, nói đi. Con này cũng bé mà. Ăn coi chín xương luôn. Em bắt về luộc xả nha. Nướng. Nướng luộc xả chút nướng lào cho bạn xem nha. Rồi. Đó đó. Giờ lại. Kìa kìa đó. Giờ một con đẻ, một con thò lò biển bạn. Bây giờ anh lại đi bắt thò lò biển trong đó nha. Hai con luôn ơi, chút trong kia con nữa. Giờ anh lại đi vô bắt thò lò biển các bạn. Một con, hai con thò lò biển các bạn.
Rồi không con, mai mắt chị đừng con đây. Giờ được 5 đẻ các bạn, 5 con rắn và hai anh thò lòi biển nha. Bỏ đi thì bỏ đi. Giờ tiếp tục em quay thò lòi biển cho bạn xem nha. Con này hơi bé các bạn ơi. Hai con luôn. Hai tay hai con các bạn. Đây đây, quay giỡn lên nè, giỡn lên. Đây, hai tay hai con các bạn. Thò lòi biển nha. Này bạn, đây, đây. Nhắm mắt lại đi. Đây, giờ là ba đứa nha. Ồ, ba đứa các bạn. Đó, chạy tẹt tẹt luôn á. Dạ, người miền Bắc có câu nói về anh thò lòi biển này hay lắm bạn. Con gì cặp mắt chi chi, cái môi vĩnh ngược, bật cò sắt chạy go go. Là nói anh thò lòi biển mình đó bạn. Hồi lúc người ta mới vô trong miền Nam này nè, người ta ngồi thấy con mắt thò lòi nó bự lắm. Nó thò lộ trên đầu nó, thò lộ lên. Cái người ta gọi là cặp mắt chi chi. Là nó cao lên quá, người ta kêu cặp mắt chi chi, cái môi vĩnh ngược mà cái mỏ đằng trước cái môi nó bật lên bật xuống các bạn. Vĩnh ngược lên, bắt đầu bật cò sắt. Là bật cái cò sắt là bật cái cạnh cái lá đuôi các bạn. Là bật cái lá đuôi kêu bật cò sắt chạy go go là chạy trên mặt nước tẹn 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 trên hỏng hỏng mặt nước thì kêu chạy go go đó. Là người miền Bắc thường hay gọi thò lòi là gì đó. Con gì cặp mắt chi chi, cái môi vĩnh ngược, bật cò sắt chạy go go là nó đó. Là họ nói là con thò lòi đó bạn. Mà nhưng họ họ mới ở đây họ không biết con này là con thò lòi. Rồi mình tiếp tục hành trình mình săn tiếp nha bạn. Đêm hồi tối anh em coi cũng thông cảm nha. Tại vì mình không có xài đèn chải sáng với mấy đèn pin nhỏ nhỏ này bơ lợi thôi chứ không có gỗ không nha. Rồi mình sẽ làm video lên 4K bạn xem cho chất lượng hơn. Nếu bạn nào mà điện thoại hỗ trợ 4K thì xem nó rất là ok bạn. Còn nếu mà 4K không được coi thì HD full 1080 HD hoặc 2K cũng được. Gừng bạn. Bọc bỏ gừng luôn nha. Bỏ gừng bự nha. Đây bò gừng đây. Cái sổ. Không có đây nữa nè. Để chết mềm gì đấy. Mềm dán. Cũng luôn á. Đây bò gừng nè bạn. Đây là con bò gừng nha. Đây, thả cho bò nè. Bạn coi nó bò gừng nè. Đó, bò gừng đó đó. Đó, đây bò gừng nữa nè. Đây là bò gừng nha. Đi. À, bò gừng đó đó, chạy. Hai con bò gừng bạn. Rồi tiếp theo nha. Tiếp bạn. Về cần cảnh bắt không nè. Ôi trời ơi, mình xe quá. Cầm ơi. Thả lại xuống đi. Tại mùa lột nè. Ừ, mùa lột nè. Sữa không, lột sữa không á. Nè, đó sữa không thấy không? Ngon lắm á. Chiên bột cái ngay luôn. Cái đó chứ này em đi sù á. À, mùa đang chăn nè bạn. Tại bữa nay nó chuyển mưa cho nên tối. Chăn này bạn đi bắt bò gừng là bò gừng lột sữa các bạn. Thường ăn củ cốm này nó như cốm vậy đó. Nó mềm sụm mà. Sữa không à. Mềm sụm mà. Rồi tiếp tục hành trình với anh em mình nha. Rồi tiếp tục bò gừng bạn. Đây luôn rồi. Có gì? Chủ là cũng ngắm. Chính không? Kìa, anh chui hang còn khiến. Rồi tiếp tục nha. Hụt rồi, bắt hụt rồi, nó chảy xuống sông rồi. Ra đầu gà. Tiếp tục bò gừng các bạn. Mềm không? Muốn lột luôn. Đây là sữa nữa nè. Đây, bò gừng sữa các bạn. Đấy. Ăn béo lắm mà, sữa mà mình mấy nó sữa mà. Là kêu bằng như mấy chị em mà nó nở đó, tập non đó. Đây bò gừng nữa bạn, hơi nhỏ, sữa nữa gì đó, bò yếu yếu. Bò chui hang mà. Đây, đây tiếp tục bò gừng bạn. Sắn xéo vô, rồi chạy vô luôn. Chạy á, rồi chết mẹ nhỏ luôn. Rồi. Thôi bỏ đi. Đúng xác luôn. Còn nữa mình ấy nhỉ. Trời ơi, tan xác luôn mà. Tiếp tục nha. Tiếp tục bò gừng ăn. Sữa. Bò gừng sữa nè. Nó
đó chạy à. Bờ sữa nha, tiếp tục nhé. Này chút mình về mình chiên mỡ các bạn, về anh em mình nhậu chiên mỡ luôn. Rồi tiếp tục gặp bò gừng bạn, chỗ để anh đèn mình gọi đó. Sữa bò gừng sữa bạn, bóp nát chảy sữa nè, đây là chảy sữa bạn, chảy sữa đó đó không ướt lên tay luôn không. Rửa cái đi bò gừng sữa nha, thứ này là đặc sản luôn bạn, khó kiếm lắm á đó. Nhìn sẫm đây. Đây nặng lên tay em đâu, nặng cho bạn coi xem sữa nó nè, nó ra sữa luôn. Không có cái đây sữa nè, nó chảy sữa tọt xuống nè. Bò gừng sữa trong trong phải mũ nha, sữa nó đó. Rồi đây là sữa là chưa phải mũ à. Tiếp tục nghe bạn, sữa nha, nằm ngay chân cây đó, sữa cứng cũng mất nữa. Đây kẹp đó, con này cứng các bạn. Ô dữ tợn quá bạn ơi, cái tay lùi nó xuống dữ tợn không. Bò dừng nha, đó cho bá lửa này cũng thế, nó quýnh mình các bạn. Đẩy xuống, đẩy xuống. Tiếp tục bò gừng các bạn, mềm không đó, còn trọng nữa không, quýnh lộn à, kẹp vào anh quýnh lộn. Nè, đúp bực kêu bạn. Hai đứa nè. Hai bực kia luôn, hai chú bực kia luôn. Đây. Đó. Đó, nhiều lắm các bạn. Nó ngồi lãnh ngảnh nha. Cái lòi mới chạy nè. Nó chạy thì thấy bắt được nó hơn. Lú lú đầu là dập à, hai kẹt kìa. Thấy không? Đâu. Đó. Trong kinh. Giờ thêm con lòi bén bạn. Cái kẹt sao chụp. Chui hàng. Nghe cái ống lưới lên. Để tiếp tục hành trình nha. Các bạn xem thấy hai anh em mình đi săn hay, các bạn share like đăng ký kênh ủng hộ bạn. Đăng ký kênh ủng hộ mình để xem những clip mình đi săn cho bạn xem tiếp nha. Đăng ký miễn phí, hoàn toàn miễn phí các bạn. Like share để cho mọi người được xem cái cách bắt bò gừng rồi những nha, giờ soi ban đêm gắn cái gắn đồ thò lòi biển đâu ban đêm bạn, để cho mọi người biết cái cảnh miền Tây mình sống là gì đó bạn ơi. Người miền Tây thì sống dân dã lắm, đi kiếm đồ ăn ban đêm hoặc ban ngày, đi soi bắt con này con kia cũng có ăn bạn, cũng đỡ tốn thêm một phần thu nhập cho gia đình bạn. Mình bỏ công ra tí là mình có cái nguồn để mình ăn nha bạn. Đây nói chung anh em xiên mà nhậu nhẹt thì xiên là có mồi bạn. Mồi thì tuy nó không gọi là đặc sắc lắm, không gọi là hoàn hảo cao lương mỹ vị, nhưng cũng là gọi cái miền mồi của người dân miền Tây thôn quê sống vật chất nha bạn. Anh em mình đi làm này, quay lại cho anh em coi biết cái cảnh sống miền Tây. Bây giờ là mình thêm một anh gắn nước các bạn. Rồi, dính rồi. Dính rồi. Tưởng là hụt quên bạn. Dính rồi. Chứ đó ngon nữa kìa, nằm cây kìa. Đó ngon nữa, hai con luôn. À, thấy vậy chứ mình nói vật chất vậy chứ mấy bạn muốn ăn cũng khó. Tuy đây là mấy mình thấy mình nói vậy thôi, nó đùa anh em đấy nha, chứ mấy bạn cũng kiếm món này cũng hơi cực á, tại dùng mấy bạn nhầm bạn dùng nước mặn này thì có vị, như bạn ở dùng trên như dùng khỏi Cà Mau đi là nước ngọt rồi cũng đâu kiếm mấy mồi này có đâu bạn, tại cái loại này là sống ở nước mặn thôi. Chứ không phải mình nói khoe khoang nha bạn. Còn bạn nào mà muốn giao lưu với mình đi săn đêm mà cái này kia rồi đi chơi với mình thì mình hẹn nhau rồi mình đi thôi. Ba con luôn ơi, đây quá trời bạn rồi, ba con luôn nè bạn. Đây một con bự nè nha, đây con này bự nè, đó bắt con nhẹ nhẹ một con nha bạn.
ba con này mở tiếp lại nha. Con bên kia con nữa kìa, con bên kia bự hơn lại đây. Ba con luôn nha. Quả này kia con nữa, bốn con luôn kìa. Đằng nhánh kia hai con luôn kìa. Quả ba. Đá cây gì? Rồi để hai con trước đi. Để hai con trước đi, hai kia từ từ bắt. Đằng kia con nữa kìa, đằng kia con bự kìa. Bên đó con nữa bạn. Cua. Cua. Đá cái lưng. Giờ hai con nó đắp bất kêu luôn bạn, nghe thấy không? Hai con bạn. Quá ba, đằng đó đằng con nữa kìa, ngay chỗ đèn mình gọi con nữa. Đó. Con vừa bắt tôi bự mấy con nãy nữa, chê gì? Chê luôn bạn. Nhiều quá chê luôn, thấy quá trời cây này đu nhiều rồi. Giờ tiếp tục nha. Ta liền liền con luôn thế này. Đầu mà bù súm nhau, hàng xóm láng giềng bò lại đây. Dính cạn gì? Dính gai. À, đây hai con nữa bạn. Đó đó hai con nữa nè, nhỏ không bắt. Đây muốn chừng ít trời thò lòi. Quá mũi cắn rồi. Năm con mà bắt được hai con bạn. Tại vì ba con kia nhỏ quá. Thả luôn. Giờ anh chê luôn nhỏ, anh giờ có bự anh chê nhỏ thò lòi đây. Đây 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 đây. Đây anh nằm đây. Tiếp tục nha. Giờ tập thấy chú gắn bạn. Nằm trên cây rồi nữa. Bạn thấy nó tại ban đêm xa ban ngày thì dễ thấy ban đêm thôi. Quả bự rồi. Đôi con kia nhỏ xíu. Chạy rồi, bự chạy. Không không kịp luôn mà. Tôi đang nằm cây chạy xuống luôn đó. Nhát mà. Bắt không dính à. Một chút thôi là biển mà. Dính dưới thằng lò biển nha. Đây, lò biển. Đây. Đây. Mình thả nó luôn rồi. Mình thả nó luôn rồi. Lỗi định mệnh. Thôi được rồi, lạ đồn rồi. Lạ đồn này là cái gì ta. Sảy bài xui cho mình mà may cho con cái bạn. Mình đi theo ăn hại quá. Tiếp tục như bạn ơi, giờ trần rồi. Gặp thò lòi biển mai mắc kẹt trong nước, biết bắt dính được hay không. Chính đấy bạn, cửa gửi gửi luôn, bự bài, quả trời này to rồi. Đây đưa em quay nữa đấy. Đây còn là quá tay rồi. Wow, 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 wow. Em bắt cẩn thận rồi. Ê, ê, cà bả lửa luôn rồi. Ê, cà bả lửa luôn nha. Thả lòi biển các bạn. Mình thả vô xuồng nha, để xỉ nè. Đó, đó, nó chạy đó, 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 đó chạy, đó. Đó, bự các bạn. Nó quậy qua kia, cũng cạn cũng nghe cho bạn. Cũng nhiều đồ ăn lắm các bạn. Riêng tí là đồ ăn nhóc luôn nha. Đây là những chú thò lòi biển các bạn. Đây. Bắt chai chưa? Giờ mình về tiếp tục bay đập các bạn. Về bạn. À, đêm thôi cũng gọi bạn. Giờ mình về. Bò cực bò lạnh nhỏ nha bạn. Đây, thò lòi nha. Đây thò lòi biển luôn nè. Đây, đó, thò lòi biển này. Đây. Bự lắm bạn. Thò lòi bự lắm nha. Bò cực được mới nha, để này được 7 tấm con bỏ trong can bạn. Rồi clip clip mình đến đây cũng hết bạn. Hẹn bạn gặp lại trong những clip sau. Kênh ủng hộ bạn. Chia sẻ cho mọi người đều biết nha, đăng ký hoàn toàn miễn phí bạn ơi. Bye bạn nha, hẹn bạn clip sau tiếp nha. Bye.